Và trong video này thì chúng ta tiếp tục đi review về cô gái bán hoa quả Thương Lan nha các bạn. Ý, mặt học sinh nhưng mà thân hình hơi bị ok luôn đấy. Vợ mình nha các bạn ơi. Đây, skill chính thức của môn phái Thương Lan thì các bạn có thể nhìn thấy đó chính là ngự thủy. Ngự thủy tức là điều khiển nước nha các bạn ơi. Ấy, nhìn skill chính thức cực kỳ là chất chơi người rơi luôn. Đẹp thế nhở. Đây là một trong những môn phái mà mình đánh giá là có cái bộ hiệu ứng skill nha, là đẹp nhất luôn các bạn ơi. Trông cực kỳ là bắt mắt nha các bạn. Đó, môn phái này thì chắc chắn là những bạn nữ nào mà chơi cái tựa game Hỏa Mộng Chu Tiên này rất là yêu thích. À, không chỉ là về cái ngoại hình của nó rất là cute hột me, mà bởi vì nó là môn phái cực kỳ dễ chơi. Đây là môn phái hỗ trợ mà, thì thường là những bạn nữ vào game chơi thì sẽ yêu thích môn phái hỗ trợ hơn. Để cho các anh trai cứ xông pha lên chiến trận hàng đầu đi, còn em ở đằng sau em hỗ trợ cho các anh. Đấy, loot đồ cực kỳ là dễ dàng nhé các bạn. Và skill chiêu thức của môn phái Thương Lan này thì có rất là nhiều giảm tốc, thế cho nên hỗ trợ cực kỳ là ngon lành cảnh đạt. À, bên cạnh cái giảm tốc kẻ địch thì em Thương Lan này cũng có giúp cho đồng đội mình tăng tốc độ này, nên là nếu như đi cùng với cả một số em như kiểu là cung thủ ấy thì nó sẽ hợp lý. Bởi vì là cung thủ thì sợ nhất là những kẻ gọi là sát thủ lao vào áp sát mình đấy, thành ra là có thêm cái khả năng giảm tốc nữa thì kẻ địch sẽ khó áp sát mình hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích bộ kỹ năng sâu hơn một tí nha. Skill đánh thường thì thôi bỏ qua nha các bạn. Rồi, khúc hồi oanh, công mục tiêu xung quanh 5 bước 3 lần, mỗi kích thì kèm 41 công gây 77% sát thương, đồng thời giảm tốc độ mục tiêu đi 35%, duy trì trong vòng 5 giây và hồi chiêu trong 12 giây nha các bạn. Chân khí tiêu hao khá là nhiều. Cái bị động đó chính là tăng bạo của em Thương Lan này thì cộng ít thôi các bạn nhá, bởi vì em này bạo kích cũng chả để làm gì đâu, hỗ trợ mà. Skill chủ động tiếp theo này, công xa mục tiêu 3 lần là tiếp tục là gây 141% sát thương, là có nhiều sát thương hơn skill chiêu thức khúc hồi oanh một tí. Và skill chiêu thức này thì có giảm kháng bạo của mục tiêu nha các bạn. Một skill thì là giảm tốc độ, còn một skill thì là giảm kháng bạo ở những level đầu tiên nha các bạn ơi. À, được cái skill này lại hồi nhanh hơn, chỉ mất có 8 giây thôi. Trong khi đó skill mà giảm tốc này hồi tận 12 giây. Mình thì mình thích cái skill giảm tốc này hơn, bởi vì ở giai đoạn đầu thì mấy cái con sát thủ thì kể cả nó có bạo kích thì nó cũng không được nhiều. Về lết bạo kích nó gọi là khủng khiếp, chứ còn giai đoạn đầu thì bạo kích nó cũng ăn thua gì đâu. Nên là mình thích cái quả giảm tốc này hơn nha. Có vẻ như nó hiệu quả hơn, thế cho nên là cái thời gian hồi chiêu nó mới bị nhiều như vậy các bạn ạ. Tiếp theo ở tầng thứ 2 thì bộ skill của nó có những gì nào. Đây, skill này thì mình cũng học được rồi. Dưới chân mục tiêu xa thì đặt pháp trận phạm vi 5 bước, khiến cho kẻ địch trong vòng 2 giây sẽ bị giảm tốc đi 25% nha. Và sau khi kéo dài một thời gian nhất định thì gây cho mục tiêu trong phạm vi là 150% sát thương, kèm 52 công. Cái công này nó sẽ cộng theo cái chỉ số công của các bạn nha. Đồng thời rút nước khiến mục tiêu vào trạng thái khát nước này. Trong 6 giây HP không thể khôi phục. Ô, 70% HP giới hạn. Hay quá. Tức là skill này nó sẽ oánh ra một vòng. Sau đó thì nó sẽ khiến cho kẻ địch thứ nhất là bị giảm tốc này, và trong một khoảng thời gian nó sẽ nổ sát thương, cũng như là khiến cho kẻ địch không thể nào mà hồi máu. Oh man, được quá nhỉ. Skill này hay đấy các bạn ơi. Nhưng mà cái chiêu thức Giang Thủy Kiệt này thì cái độ giảm tốc của nó không được nhiều như cái chiêu thức khúc hồi oanh nha các bạn ơi. Phải nâng cấp mạnh hơn một chút thì cái khả năng giảm tốc của nó mới tăng lên được nha các bạn. Tiếp tục này, đạp lãng hành, hóa thành giao nhân, di chuyển nhanh về phía trước, đồng thời để lại pháp trận rộng 7 ô, duy trì 3 giây, gây cho địch trong phạm vi mỗi 1,5 giây là 40% sát thương, đồng thời khiến đồng đội trong phạm vi gồm 4 giây miễn dịch giảm tốc và tăng 20% tốc độ. Quá. Em này cũng có miễn dịch giảm tốc thì cũng hơi cay nhở, bởi vì là cung thủ ấy, nếu như mà bắn mà bị em này hỗ trợ nha, kẻ địch có em này hỗ trợ thì chắc chắn là không thể nào phát huy được cái khả năng giảm tốc của môn phái cung thủ Liệt Sơn ấy. Thế là từ hôm qua đến nay mình đã review thêm một cái môn phái, đó chính là Trục Xương, cũng như là có em hỗ trợ Thương Lan này, là đều có cái khả năng miễn dịch giảm tốc thì nó sẽ khắc chế được vào cái môn phái Liệt Sơn các bạn ạ. Vâng, và môn phái Liệt Sơn thì nhiều bạn còn bảo đó chính là bị liệt vì leo núi. Hay phết, được đấy. Một skill chủ động tiếp theo đó chính là sau khi giải trừ được khống chế thì bản thân sẽ được miễn khống chế trong 1 giây, hơi ngắn nhỉ. Đánh lui địch trong vòng 6 ô xung quanh, đồng thời trong 8 giây tăng phòng cho bản thân 5%. Ồ, tăng phòng cho bản thân 5% à? Skill này thì nó lại không có cái gọi là hiệu quả hỗ trợ cho đồng đội. À, nhưng không sao, bởi vì trước tiên là phải sống cái đã thì mới có thể là hỗ trợ cho đồng đội được. Ok, bởi vì là những cái em tướng hỗ trợ kiểu như môn phái Thương Lan này này thì trong giao tranh kiểu gì là cũng bị nhằm đến đầu tiên. Thành ra là các anh giai thì cũng phải bảo vệ môn phái Thương Lan này một tí nha. Nếu không là đi vào trận mà mất em nó hỗ trợ là cũng thốn đấy. Đây là thêm một cái năng bị động nữa là tăng mê hoặc này, kháng định thân này.
kháng định thân này là kháng được của em trục xương đấy các bạn ơi. Tiếp tục nữa, một skill chủ động là duy trì dẫn đạo 1 giây, cách mỗi 0,5 giây cho mục tiêu ở xa và kẻ địch xung quanh trong phạm vi 4 ô, là 120% sát thương này, kèm thêm tấn công bằng 1% máu hiện tại. Oh man, được cái chứ. Ok la này, thì em này cứ build bắc vào máu là hợp lý này các bạn này. Tiếp theo, wow, tầng thứ 3 này. Tầng thứ 3 thì có một cái skill nghe vẻ là căng thẳng, hóa thành giao nhân liên tục dẫn đạo 2 giây, đồng thời mị hoặc địch trong vòng 2 giây. Cách mỗi giây thì xua tan một debuff cho đồng đội nữa này. Ủa, ngon vậy. Em này mà đi bang chiến này cực kỳ là hữu ích nha các bạn. Trong vòng 6 giây tấn công tăng 5%, tốc độ của bản thân tăng 40%. Khiếp, được đấy. Tiếp theo, đó chính là skill đạm sinh viên. Có chứ nhờ, đạm sinh yên các bạn ạ. Oh my god. Skill này thì sẽ giúp cho đồng đội của mình tăng phòng, đồng thời là sẽ đánh một cái dấu ấn lưu sinh lực hiện tại của đồng đội của mình. Và khi trạng thái kết thúc thì nếu như mà đồng đội mình chưa hẹo ấy, thì sinh lực sẽ hồi về 40% mức lưu, tức là vừa vào trận một phát sử dụng skill này đầu tiên thì máu là nhiều nhất. Tiếp theo là một số những cái skill bị động giúp tăng né này, rồi thì tăng phòng này, tiếp tục là giảm sát thương bạo này, hợp lý thôi, môn phái trợ thủ mà. Rồi đây, skill cuối mình thấy có cả cá cái các kiểu này. Wow, dưới chân mục tiêu tầm xa triệu hồi kình ngư, khiến địch trong 6 ô xung quanh chịu 2 lần sát thương này. Cái sát thương thì mình không nói đến, nhưng mà cái mình quan tâm đó chính là những cái hiệu quả khống chế, đó chính là giảm phòng, giảm né. Ủa, đặc biệt là giảm né đến tận 30%. Wow, kinh khủng đấy nhở. Theo là ảnh nhập thanh y, đây là một skill mà mình thấy cực kỳ khủng khiếp này các bạn. Bởi vì là nếu như mà bị chịu sát thương chí mạng ấy, thì không những nó không hẹo mà lại được giải hết tất cả những cái debuff, đồng thời là hồi 20% sinh lực, giống như là một lần hồi sinh ấy các bạn ạ. Tự hóa thành dòng nước trong vòng 3 giây, và khi hóa thành dòng nước di chuyển không thể công, đồng thời miễn dịch sát thương và khống chế. Ồ, được thôi. Mặc dù là mình không thể nào mà tấn công được kẻ địch, tuy nhiên là mình lại được hồi lại sinh lực như thế này là có thời gian câu giờ nha các bạn ơi. Hợp lý, hợp lý này. Sở vị y nhân, skill sở vị y nhân này hỗ trợ rất tốt nha, bởi vì có thể bám lên người đồng đội và xóa đi những cái hiệu ứng khống chế. Trong vòng 6 giây thì liên tục tăng 15% sát thương cho đồng đội. Wow. Ngoài ra cũng tiến hành trị liệu trong đồng đội. Ui, ngon vậy. Nếu như mà đi băng chiến với 6 chủ lực cộng thêm với lại 6 em hỗ trợ này nữa, mỗi em chủ lực của mình đều cõng thêm một em thương lan này với cái skill sở vị y nhân này, thì chắc chắn sẽ áp đảo kẻ địch hơn rất nhiều nha. Và đây cũng là một mẹo dành cho những bạn nào mà chơi nông dân ít nạp chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể chơi cái môn phái thương lan này. Bởi vì môn phái thương lan thì chúng ta vẫn có hai nhân vật, đó chính là nam và nữ, nên là các bạn cứ yên tâm mà phe thôi. Cái môn phái này chắc chắn là sẽ được các đồng đội tin dùng rất là nhiều, nếu như nguồn kinh tế của chúng ta không dư giả để có thể là chơi những môn phái sát thương chủ lực, thì hoàn toàn chúng ta có thể đầu tư vào môn phái thương lan, chỉ cần đầu tư thời gian thôi. Một môn phái hỗ trợ quá tuyệt vời. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ, và đừng quên ấn vào đường link tải game ở dưới phần mô tả để chơi game cùng với mình nha. Và các bạn cũng có thể click ngay danh sách phát ở trên màn hình để có thể xem review các môn phái khác trong tựa game Ảo Mộng Chủ Tiền nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.